mình, bởi vì anh đâu có làm trước. Nãy mấy ảnh cũng có điện cho mình, anh đâu có làm trước. Thì có mình ông đó về ông hổ đó. Kia nữa, kia ngồi ghế đang ngậm nó tặc bực mẹ. Gì? Không, không biết gì, bởi vì ăn đâu quá no đâu. Ăn vừa không? Ừ, chờ chút ăn khác. Đang do bụng tìm cho mắt vô ngủ nè. Lấy chuông hỉnh lên thôi, cho bò lên thôi. Này là dồ ủng hộ. Nó có chừng nữa đó, chừng chỗ bằng thờ đó. Cây này lá màu tím đẹp quá ta. Mà phải giật phải hồng lọc mắt kiến ra. Một đấm nữa là đều. Hết giật. Quay cảnh này mới đẹp. Lưng trâu. Quá đẹp cảnh. Đúng là wow. Lưng thớt nha bà con. Wow, quay mặt là thú hồn. Rồi. Lại. Thành sao? Sợ gì đâu sợ nè. Còn ai nữa không? Mình tao bố một ba luôn. Cũng nhiều nhiều đi. Này ơi. Dồn gì? Dồn gì? Dồn gì? Dồn thọ. Dồn thọ mà. Dồn thọ. Là sao mình nhìn đó nhìn quá. Này vô đông sao vô được? Được. Mà đông không? Còn có ai? Chưa được, không ba bạn. Ba người à, vô đông sao được? Miếng đàng hoàng. Này là đưa thịt vô trống anh. Bánh. Tôi vô ra. Tôi vô gần dính đâu á. Có thuốc ơi nào.
Tính là quạt đấy là không bao nhiêu. Bé bây giờ mày mấy ông xác vô đứng đàng hoàng thế này nè. Qua đây đi, ở trong có ba người vô được à, bốn người vô được cái này vô bốn người vô được, đứa nào chưa vô trước qua dắt bên phải toàn á, toàn nhỏ vô trong đây dắt phải chứ qua trong đó bên đây nè, mà chung chú hàng chứ luôn chứ luôn chung vô được được chứ. Vô trong đây. Vô trong đi. Chưa vô 7 tỷ nó vô vậy. Khùm xuống. Chú ở góc bên phải đứng đi. À, vô dịch đó. Đó là có người bên góc bên phải rồi. Ai hả? Hai nào hả? Ông có nội toàn. Rồi luôn rồi, có lấy cục đá tẻm lại khỏi ra luôn nè. Thịt với hột vịt ông không được, có hột vịt không mà ông ấy không nói gọi. Ngồi nằm trong ngủ luôn mày, không ra mày má muốn ra cũng ra không được, ngồi đây sao ra. Nó bị qua bên tay trái tay phải rồi, bỏ vô vỗ. Là cái hang mà cũng như là hàm hổ rồi đó. Cái hang không là hổ nhưng mà có cái cầu thang leo lên. Đúng không? Đó đi khỏe vậy. Hổ là đi nằm đi thẳng xuống. Thì thả xuống chứ miếng nữa. Mới quẹo qua đi. Còn đi theo qua. Trời ơi, hồi chị tắm rồi. Đường đường cái bé nó tẩm. Chị tính hả? Một phấn nhà. Ở đây chiều ngồi mát dữ trời. Nè bà đú này nè. Ê bà đú này nè, các bà ra bên ngoài bà giải cái tổng xuống bà bò lên bà đú ơi. Vô ông tượng nữa rồi ai đi nè, không kịp luôn á, ai ai biết chỗ đi trước đây. Đây là cái gian nhà bếp. Bà làm như nhà nghỉ ngơi gì trời, tao quăng đi hoài. Bởi vì mới chịu không nổi đó, mới đòi đầu hàng đó. Gì vậy? Cái gì nó chờ quay gì không? Quay lên YouTube chứ gì. Quay lên xác đúng không? Ghét không nói đó. Giờ này nó để cho về ngủ vợ rồi, giờ này mắc nó ăn ta. Nó quá giận rồi. Quá buồn rồi. Giận mà nó lên nó giật nó giật kỹ. Giờ mà dàn ra tắm rửa sao khó hay chưa. Nó bà cũng có khác gì đâu. Bà đang chơi cá chạch bà cũng lận lương. Bà còn hơn nữa, bà sẽ kia. Người ta còn được ôm vợ, còn bà ôm ông táo. Clip đó.
phó đoàn trưởng đoàn ngủ sạch chứ. Soái tướng lệnh diệt quỷ diệt tà, chánh trực năng trừ, cường trừ quái. Đây là miếu ông chánh soái đại thần này quý vị ạ. Đây là miếu ông Quang Thánh Già Lan Quang Thánh Đế. Hiệp Thiên Cung. Đây là ngũ hành điện. Trên này là chư thần điện. Đây là miếu ông ta. Đây là miếu ông Hổ. Trên này giấc chiều rất là trăng thanh gió mát luôn. Đêm nay là đoàn của mình 13 người sẽ ngủ ở đây. Ngày mai có thể là Phúc Toàn sẽ chia tay với đoàn để chiều 18 mình phải về. Để sáng 19 còn phải lo ăn vị Phật nữa quý vị ơi. Đoàn thì tới 19, chiều 19 mới về. Còn mình thì chắc lẽ về bữa chiều 18 để còn lo ăn vị Phật ở chùa Thiên Hòa Tự nữa. Đây chắc là miếu ông Thổ Thần. Không phải. Đây là miếu ông Địa Tạng.
Đây là miếu ông Tiêu Diện. Bên kia là miếu ông Hộ Pháp. Làm lại rồi. Đau cái cánh. Thôi. Lại một trái nè. Thôi một trái chút xíu. Thử rồi, thử rồi. 1 2 3. Gồng mạnh lên, chịu thôi, chịu thôi. Là té ghế nè, té. Tao không sợ té ghế, sợ té địch. Chịu view chứ mà giỡn nha. Ngồi ba. Tôi còn lòng tiếng chứ. Sữa mày uống hết hả? Trụ không lại. Uống hết trơn luôn hả? Trụ nó hài hợp nhiều. Hồng còn học chữ ta hài hợp. Bơm kìa lấy dao gọt. Thôi được rồi á, nổi. Kìa có dao bên đó luôn kìa. Ông mang cái đó dép bít mà. Mấy đôi dép da của ông đi về là nó chạy mỏ chân. Xúc xúc vô đá đó chạy chân. Đáng xài, đáng xài, phải không? Ừ. Không đáng là chứ để ta chém khơ khờ là không chơi. Đi trên này là tôi không bao giờ sang trọng gì hết. Đi cúng, đi chiến, phải đi chơi đâu mà cho nó sang trọng. Ừ. Ai đường này dặn nó chịu dẫn mình đi á không? Hôm qua bắt mình đảo lại. Ông thầy kìa, mày hỏi ông kìa. Đi này chứ vậy. Ừ. Hôm qua bên đó qua đây. Hôm qua đây mới lên đó. Dạ đi. Xong rồi cái ông kêu đi đường này ngược lại xong rồi mới lên con ra coi. Ai? Ông thầy. Ông thầy dạ. Quýnh được. Sao không quýnh ông mà một tiêu coi. Nó ăn hồng dịch cho nhiều vô. Ai quýnh ạ? Điện nó hỏi đi xuống bằng xe hay đi xuống đi bộ. Đi bộ. Đây là cái đầu ông rùa.
đang cứ đang gà nghĩa cứ nhỏ kia kìa mà tại thấy tụ nghiệp cứ dùng đội cắm đầu bây giờ là rút đồ lại tướng nha, đây không có cầm cái gì hết trơn. Wow, cái đường đi xuống hấp dẫn nha. Cái quay cận mặt chứ mới chịu á. Xuống chứ chút xíu à, dốc chút xíu à. Xuống khoảng à. Đó cái nó. Đó đẹp lắm.